Chiều ngày 19 tháng 4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy, 29 tuổi, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Bàn Thị Thanh Hà, 31 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra ban đầu, vào lúc 22 giờ ngày 15 tháng 4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Công an phường Tân An tiến hành kiểm tra hoạt động lưu trú tại khách sạn Hoa Lư ở số 18B Lý Tự Trọng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 304 và 406 của khách sạn này. Bước đầu, cơ quan công an xác định Thủy hiện làm nhân viên lễ tân của khách sạn Hoa Lư. Quá trình làm việc tại đây thì có một cô gái trú tại tỉnh Gia Lai liên hệ với Thủy và đặt vấn đề nếu có khách muốn mua dâm thì gọi cho người này đến trực tiếp bán dâm cho khách với giá 1 triệu đồng trên một lần bán dâm. Với số tiền này, Thủy được hưởng tiền công môi giới 200.000 đồng. Với thỏa thuận nói trên, vào ngày 15 tháng 4, tại khách sạn Hoa Lư, Thủy đã làm trung gian môi giới cho hai cô gái bán dâm cho hai người đàn ông thì bị công an ập vào bắt quả tang. Quá trình điều tra, công an xác định Hà đã có hành vi làm trung gian môi giới cho một trong hai cô gái nói trên đến bán dâm cho khách. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.